Vừa qua, sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm là vụ việc nghiêm trọng, gây tác động lớn đến dư luận. Đến nay, mặc dù ổ tội phạm nguy hiểm đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ và sẽ phải xử lý nghiêm minh. Tình hình an ninh trật tự tại Đồng Tâm cũng cơ bản ổn định, mọi hoạt động của người dân đã diễn ra bình thường. Song, những kẻ đứng sau nhóm tội phạm nguy hiểm Tổ Đồng Thuận lại sử dụng thủ đoạn đê hèn, tung tin sai sự thật, cổ suý cho hành vi vô nhân tính của lũ khủng bố cực đoan, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Có thể điểm lại những thông tin xấu độc mà bọn đứng sau như RFI, VOA, BBC, bọn khủng bố Việt Tân, bọn phản động số hoạt động dân chủ trong nước như Lê Dũng Vô Va, Đoàn Hương, Trần Đình Dũng đang đạo diễn thực hiện như sau. Thứ nhất, gọi nhóm đối tượng trong Tổ Đồng Thuận là dân. Đây là thứ thông tin mà lũ cơ hội đứng sau sử dụng để đánh đồng thuật ngữ dân và tội phạm. Rõ ràng, sự việc vừa qua đã lật tẩy bản chất của nhóm đối tượng Tổ Đồng Thuận, đứng đầu là Lê Đình Kình. Thực chất là những kẻ tội phạm khủng bố cực đoan, coi thường luật pháp. Lũ tội phạm ấy hám tiền lợi, nhận tiền của bọn phản động trong và ngoài nước để chia chác, tìm mọi cách để chiếm đất quốc phòng, dùng mọi chiêu trò thủ đoạn để mị dân, đe dọa nhân dân, bắt giữ người trái pháp luật, dùng hung khí như bom xăng, lựu đạn, dao phóng, hầm trông, thuê bọn nghiện ngập, tệ nạn để hành hung, chống người thi hành công vụ, thậm chí cực đoan tới mức giết người một cách man dợ. Chúng thực sự ác độc như súc vật, đâu còn tính người mà gọi là dân. Thứ hai, vu cáo chính quyền đàn áp nhân dân. Thực chất, hoạt động của nhóm đối tượng của Tổ Đồng Thuận là tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng trái phép. Trong khi cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra toàn diện, công khai kết quả thanh tra do rộng rãi nhân dân và báo chí. Thậm chí, 14 hộ dân có đất thuộc diện thu hồi đã vui vẻ đồng ý nhận đền bù và giao đất cho Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trong một làng quê hiền lành lại tồn tại một ổ nhóm tội phạm Tổ Đồng Thuận. Đứng đầu là ông Kình, không liên quan gì đến khu vực sân bay Miếu Môn, lại chính là những kẻ tranh chấp đất quốc phòng, bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng hàng chục quả lựu đạn, hàng trăm dao phóng, hàng trăm bom xăng, đào hầm trông, thuê mướn lũ côn đồ nghiện ngập để chống đối và sát hại thiêu sống đồng loại của mình. Nhân dân làm sao yên bình được với lũ tội phạm côn đồ như thế? Chính quyền đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo vệ nhân dân, còn trấn áp là trấn áp tội phạm. Thứ ba, việc lực lượng chức năng vào Đồng Tâm lúc 4 giờ sáng là sai luật. Rõ ràng, nhóm đối tượng trong Tổ Đồng Thuận là bọn tội phạm nguy hiểm, những kẻ ngoan cố, cực đoan và rất manh động cần được trấn áp, ngăn chặn kịp thời và tránh rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân. Theo quy định pháp luật, với những loại tội phạm nguy hiểm có tính chất khủng bố cực đoan như vậy, lực lượng chức năng được phép sử dụng lực lượng, phương tiện cần thiết, bố trí thời gian hợp lý, tức ban ngày hoặc ban đêm để đấu tranh. Rõ ràng, tất cả những luận điệu trên đều là những thông tin xấu độc của lũ đứng sau trục lợi, tìm cách xuyên tạc, đưa tin sai sự thật để lừa dối nhân dân, kích động, lôi kéo những thành phần thiếu hiểu biết và hoạt động vi phạm pháp luật. Do đó, chúng ta hãy thật sự tỉnh táo, thận trọng trước những luận điệu, thông tin sai sự thật của những kẻ phá hoại đất nước, phá hoại đại đoàn kết toàn dân.